Xe đạp 10B mến chào tất cả mọi người. Video lần này thì mình sẽ giới thiệu cái con xe thể thao Nhật Bản có thương hiệu là Tran. Video lần trước thì mình đã giới thiệu cái con màu trắng rồi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái con màu đen. Con màu đen này thì nó có cái phiên bản sau cái con màu trắng một năm. Con màu trắng thì phiên bản 2016, còn con này là phiên bản 2017. Đây là một số cái thông tin mà qua nhiều năm buôn bán xe mình có kinh nghiệm và mình báo chính xác với mọi người cái phiên bản của nó như thế. Mọi người nếu mà không tin thì cứ lên Google gõ cái từ khóa là Jan Escape R3 2017 là nó sẽ ra cái xe giống y chang như thế này. Phân biệt như thế nào thì mình sẽ phân biệt ngay chỗ cái tem đây. Cái tem đó nó sẽ phân biệt rõ được là cái dòng Jan Escape phiên bản của năm nào. Cái đó thì thông thường mình lúc mà mình mới bán xe mình hỏi thì cũng có nhiều người không có chỉ. Nhưng mà sau này khi mà mình buôn bán lâu và nhiều á thì mình tự có cái đánh giá riêng của mình và mình nhận biết được cái điều đó, cho nên là mình chia sẻ lại với mọi người. Toàn bộ màu sơn con này thì đã có giảm tút lại hết rồi, nhưng mà vẫn giữ lại được những cái tem nội địa tại Nhật cũng như là những cái tem zin của dòng xe Tran. Như ở đây là nó có cái tem đăng ký đăng kiểm tại thành phố Hiroshima của Nhật. Trên xe thì nó có đóng dấu là xe M, tức là cái đoạn từ phía trên này đến phía trục giữa này là 50cm. Đây nó có đóng dấu xe M ngay chỗ đây. Và cái xe này nó còn cái mã vạch trên xe luôn. Thông thường thì một số xe từ khoảng 2016 trở đi thì trên xe nó mới có được cái mã vạch. Khâu cọc yên là zin, có đóng dấu chữ Jan. Và cái yên này thì chỉ hạ xuống được đến đây thôi, tại vì đây là cái yên có phục nhúng, nó không có hạ thấp hết mức có thể được. Xe này thì nó còn cái yên là yên zin và chưa có bọc lại da. Ở phiên bản 2017 này thì nó khác 2016, tức là cái phần cọc yên và cái ghi đông vô tăng này nó màu nhôm sáng chứ không phải màu đen. Đây là cái tay bấm xả Shimano, nó còn rất là mới và cái báo số bên trong nó cũng hoạt động rất là chính xác. Bao tay trên cái ghi đông này cũng là bao tay zin luôn, zin theo xe. Màu sơn của xe này thì được tút rất là kỹ, cho nên là nếu mà ai không có quan trọng quá về cái màu sơn zin thì đây là cái lựa chọn rất là tốt cho mọi người. Xe thì sử dụng đùi dĩa là đùi dĩa nhôm, 3 tầng dĩa. Và cái hai cái pedal bên đây thì mỗi một bên nó bị mất hết một cái phản quang rồi. Phía sau thì nó 8 tầng lip và cùi đề của nó là Shimano Atut, tức là tổng cộng 24 tốc độ số. Đây là cái phần đùm sau, đùm này là đùm nhôm. Và đây là cái phần đùm trước cũng là đùm nhôm zin theo xe luôn. Con xe này nó có được cái cặp lớp là cặp lớp zin thương hiệu Banaraser. Nó là phân khúc lớp của Panasonic. Đây, lớp Banaraser 700x28C là kích cỡ của cái lớp. Vành niền là vành niền nhôm Escape hai lớp, trước và sau nó đều đồng bộ với nhau. Lớp trước và lớp sau nó cũng đồng bộ với nhau luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay đến cái cùi đề cho mọi người xem là cái cùi đề nó hoạt động có trơn tru hay là không. Thật ra thì mình quay tượng trưng thôi, chứ trước khi mà đăng xe lên bán thì bên mình đã kiểm tra vệ sinh canh chỉnh và đã có chạy thử hết rồi. Mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi, chứ không có làm gì thêm cả. Sẵn đây thì mình sẽ nói luôn cái phần ống đứng và ống ngang. Thì ống đứng của xe này mình đo được từ đây đến đây là nó 50. Và cái ống ngang từ đây nếu mà đo song song đến cái cọc yên là 54. Vì thế là nó sẽ hợp với người dùng cao từ 1m65 trở lên. Tổng trọng lượng của con xe này là 11,15kg. Nó nặng hơn cái con kia. Con kia là 10,7kg, con màu trắng. Nhưng mà chắc là có thể do cái cân đồng hồ của mình nó bị sai số thôi, chứ nó cũng không có chênh lệch nhau là mấy. Đây là cái phần màu sơn phía bên tay trái của nó. Thông thường mấy cái dòng xe Jan thì phía dưới nó có cái mã vạch ở phía ống sườn dưới. Còn đây là cái chân chống zin theo xe. Phiên bản này thì mọi thứ, cái chỗ nhôm của nó đều là cái màu nhôm sáng chứ không phải màu đen. Cọc yên thì nó vẫn còn hoạt động rất là bình thường. Mình đang test cho mọi người xem cho rõ để mọi người nắm được tình trạng của xe. Thông thường mấy cái xe mà có cái cọc yên mà nhúng thì nó sẽ bị rơ như này nè. Là cái yên xe nó hơi rơ nhẹ chứ không phải là nó bị hỏng. Mình báo trước trong video để mọi người mua xe có thể biết được cái tình trạng rõ ràng như thế. Chứ nhiều người không biết thì cứ nghĩ là nó đã bị hỏng. Không phải vậy đâu, là do cái cọc yên có phục nhúng nó hơi rơ vậy đó. Rồi, cơ bản mình đã giới thiệu hết mọi thứ rồi. Mọi người nếu mà muốn mua xe thì cứ alo cho mình. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.